Ok, hello mọi người nha. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục chia sẻ cho mọi người một bản hát mới nha. Đấy thì mình sẽ dùng Bluesu nha. Trước khi vào clip thì anh em cho mình xin 3 giây like và đăng ký kênh đó, để mình ủng hộ mình có động lực ra clip mới nhất nha. Đấy thì Bluesu với sự clip mình sẽ để dưới phần bình luận và mô tả cho anh em. Đó, mình sẽ xóa sự clip này. Em sẽ ký và ấn Execute thôi. Sau sự ký này nó sẽ bị đơ màn hình một xíu nha. Anh em để một lúc rồi mới bật nó lên menu nó mới hiện nha. Nó chạy dòng chữ như thế này là ok rồi nè. Ok, bản Abatukam Abatukam Hook. Đấy, bản này khá là khó đọc. Ok, bạn này có auto farm level này. Không đợi à, phần setting ở đây. Có sử dụng tất cả code X2 này. Sử dụng melee này. Flash chest này. Pin mod này. Có mấy cái này nó sẽ cài sẵn cho mình rồi. Anh em cần chỉnh nữa thì chỉnh thôi. Còn không thì để yên vậy là nó cũng được. Còn có 33 TB này. Nó sẽ 33 TB sẵn này. Anh em nào không thích bài bát thì phải tắt đi. Auto Ray 3 này. Flash chất này. Pin mod này. Còn dưới phần này sẽ là, có lẽ sẽ là phần chỉnh cài mastery nha. Đó, cài farm mastery. Còn dưới phần này thì auto click với lại hỗ trợ màn hình đen trắng cho anh em keo farm thôi. Đó, và phần bên này auto farm level này. Xong đi ra. Ô, sao auto farm level không được nhỉ? Các bạn bị lỗi auto farm level rồi ta. Farm chất này. Farm theo quái này, farm boss này. Đấy, farm cả map thì vẫn được nha. Farm cả map này. Bạn này farm rất ok nha. Mà nó có một cái hiệu ứng khi farm được một bãi quái á. Một chấm màn hình lên này, khá là nhìn khá là khó chịu ấy. Nên sao farm level lại không được ta. Bạn này farm rất ok luôn này. Em thấy không? Rất là ok luôn nha. Đã nhỉ. À đây. Sao level thấy chạy rồi này. Chắc là nãy nó bị lỗi anh em ạ. Em bật tải tại bát TV xem. Các bạn này farm level chưa qua đạo mới anh em ạ. Farm ngay map này luôn này. Nhằm farm ngay map luôn anh em ạ. Các bạn này nó chưa update được cái farm level ấy. Đó, qua phần item đi. Full mon này. Cái giờ lần này, cả cần này. Đó. Tele và bát cơ okay này. Ok, tele đến biển kẹo ngọt thì một phát được luôn này. Mà farm level chắc là nó đang bị lỗi anh em ạ. Đấy, chắc đợi vài hôm nó sẽ biết được. Đấy, cái này có auto ở đâu, vật phẩm bình thường thôi. Mình tưởng là có đi lấy auto sát rồi auto kiếm các thứ chứ. Ok, phần item thì mình thấy khá là đầy đủ nha. Các cú đấm ở kiểu này, phần play thì đầy đủ luôn. Đó, phần rai này. Đây, phần random fruit à. Random fruit thì ở đây được cái khói này.
cách Purus này hoạt động nha. Đó, open Purus này, ta le đến nhật Purus này, xem trái gì sao. Ok, hiện tại không có trái gì sao nha, đó là cùi. Đó thì cũng không có gì ở phần này, phần rai, còn dưới phần này phần Purus cho anh em thôi. Phần này ta le chi một nha, chi ba này, ta le đến chi bít này, nó ta le đến đảo này. Ok, ta le đến đảo bằng kiểu iPad này, bàn shop này, mele này, haki này. Đó, thì xét chỉ số kiểu này, biết ra lần đây. Nhưng lần này UP4 nha, phần này phần UP4 này. Đó, còn cái phần này xem người chơi rồi xem group này. Có Johnny đi server nha, đó, có Johnny đi server hỗ trợ anh em UP4 là cần các thứ rất là ngon luôn. Đó thì hôm qua thì bản này nó tăng khá là ngon, nhưng mà chắc anh em phải tự bay đến cái đảo mới thôi. Đó, chứ còn bật farm cả map lên thôi, chứ còn tại bật farm level lên thì thấy nó lên farm nha. Đó, nó bị lỗi một cái đó thôi, còn lại mình thấy rất là ok luôn đấy. Nó còn lại khá là ngon, khá là đầy đủ luôn. Bạn này không cần cái cây nha. Đó, thì từ clip mình sẽ để dưới phần bình luận cho anh em nên xem nó lấy nha. Đó, clip mình đến đây hết rồi, anh em thấy hay thì cho mình một like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Cảm ơn anh em rất nhiều. Anh em vào clip chia sẻ clip tiếp theo nha. Bye bye anh em.